mừng chào mừng chào mừng chào mừng. Khoảng thời gian một năm, không có ngắn cũng chẳng có dài, cha đã cùng chúng con đi qua rất nhiều chặng đường, vui có, buồn có. Dù cha không còn đồng hành với chúng con nữa, nhưng chúng con sẽ luôn nhớ đến cha. Xin Chúa ban thêm sức mạnh cho cha để cha vững bước trên con đường mà cha đã chọn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 8 tháng đã trôi qua, đó là khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ cho chúng con cảm nhận được tinh thần nhiệt huyết và sự quan tâm của cha dành cho chúng con. Và trong quá trình cha đảm nhiệm vị trí là cha thiên ý của Sư đoàn Thiếu Nhi Bát Trạch chúng con, cha đã tham gia rất nhiều hoạt động như nhảy lân, đặt nhạc ghe chai và nhiều hoạt động khác, và chúng con đã cảm nhận được sự yêu mến của cha trong đó. Chúng con được biết cha sắp phải rời xa Thiếu Nhi Thánh Thể chúng con. Chúng con thực sự rất tiếc nuối nhưng không thể giữ cha ở lại. Chúng con xin chúc cha luôn vững bước trên con đường đức tin mà cha đã chọn, và hãy nhớ đến chúng con nếu cha cảm thấy cô đơn nhé. Vâng, đúng là sự khởi đầu nào cũng có kết thúc, nhưng chúng con sẽ không nói lời tạm biệt với cha, bởi dù cha ở bất cứ nơi nào thì cha vẫn luôn ở trong trái tim của chúng con. Chúng con chúc cha lên đường bình an. Thiếu Nhi hướng tâm. Được tin cha không còn đồng hành cùng với Thiếu Nhi chúng con nữa, chúng con rất buồn. Chúng con xin chúc cha luôn mạnh khỏe, vui vẻ, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và thành công trên con đường tu trì của mình. Chúng con chúc cha lên đường bình an. Chào lớp Kim Nhi, chào cha. Thôi, con chào cha. Sau khi biết tin cha chuyển công tác vào ngày 21 tới đây, ngành nghệ sĩ chúng con cũng như các ngành khác xin gửi đến cha lời chúc và lời cảm ơn. Trước tiên, chúng con cảm ơn cha trong suốt thời gian qua đã bảo ban và đồng hành cùng chúng con. Con chúc cha thành công trên con đường tu trì và cao giảng kỹ mừng của mình. Chúng con